Chào các bạn, chúng ta tạm ngừng việc màu sắc lại một chút. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh một bức ảnh trở về dạng cấu trúc ảnh nghệ thuật đen trắng. Nói đến ảnh nghệ thuật đen trắng thì chúng ta cần phải xử lý các cái giải sắc độ trên bức ảnh đó làm sao cho nó nổi bật lên được các cái chủ thể, các cái vùng tương phản giữa chủ thể và background. Ảnh đen trắng nó hoàn toàn khác với cách hiểu của chúng ta trên Photoshop, đó là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ảnh đen trắng là cách là đơn giản chỉ là cách là chúng ta giảm bớt màu trên bức ảnh đó đi giống như ta kéo thanh trượt saturation như này. Khi bạn nhìn thấy một cái bức ảnh như này thì ta nhầm tưởng nó là một bức ảnh đen trắng. Tuy nhiên là với Photoshop thì bức ảnh này nó là một cái bức ảnh grayscale. Bức ảnh grayscale thì khác với ảnh nghệ thuật đen trắng ở chỗ là đôi khi cái vùng tương phản của nó nó không được mạnh mẽ, trong khi ảnh nghệ thuật đen trắng thì nó đòi hỏi cái tính mạnh mẽ trong giải sắc độ. Chính vì thế là đối với những người làm ảnh chuyên nghiệp trên Photoshop thì việc mà convert một bức ảnh màu sang một bức ảnh đen trắng đó là một việc mà phức tạp chứ không hề đơn giản. Nó không đơn thuần chỉ là cách chúng ta làm mất màu trên bức ảnh đó hay là chúng ta convert cái không gian màu của nó về chế độ ảnh grayscale như cái bài đầu tiên mình đã giới thiệu với các bạn như thế này mà nó là một cái kỹ thuật giúp cho chúng ta có thể chỉnh các cái vùng tương phản, ánh sáng và sắc độ trên bức ảnh đó để làm sao làm nổi bật các vấn đề chủ thể cũng như nội dung trên bức ảnh. Chính vì thế trên Photoshop có cung cấp cho chúng ta một cái công cụ rất là hay đó là công cụ Black and White. Công cụ này là công cụ chuyên cho phép chúng ta có thể convert một bức ảnh từ màu chuyển sang ảnh nghệ thuật đen trắng. Các bạn lưu ý là mình nhấn mạnh từ ảnh nghệ thuật đen trắng. Khi mở cái bảng Black and White này ra, bạn thấy trên đó chúng ta bắt gặp rất nhiều các thanh trượt màu, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì bạn thấy ta lại gặp lại 6 cái thằng cha màu mà chúng ta nhắc mãi suốt từ đầu đến giờ. Khi mà các bạn nắm bắt được quy luật của 6 thằng này thì thế giới màu sắc sẽ trở nên gọn gàng và rất là đơn giản, bạn có thể làm chủ nó trong mọi tình huống. Vậy là ở đây mình đang có 6 cái thanh trượt đó, vậy 6 thanh trượt đó thì có ý nghĩa gì? Trước tiên công cụ Black and White này là một cái công cụ cho phép bạn convert bức ảnh màu thành đen trắng cái đã và những cái thanh trượt này là những thanh trượt sẽ trực tiếp can thiệp vào cái sắc độ trên bức ảnh đó phụ thuộc vào từng vùng màu mà nó có từ bức ảnh màu giả sử bây giờ mình bỏ preview bạn sẽ nhìn thấy phía sau cô gái chúng ta có những cái phần màu vàng và màu xanh green bây giờ khi chuyển về ảnh đen trắng mình muốn chỉnh lại cái background thì mình sẽ kéo thanh trượt màu vàng ở đây thế là bạn thấy phần background của chúng ta lúc này không phải là tăng vàng hay giảm vàng mà lúc này đơn giản là sẽ sử dụng cái thanh trượt vàng là để điều chỉnh phần giải sắc độ của màu vàng trước đó trên bức ảnh màu làm cho nó đậm lên hoặc làm cho nó sáng lên mà thôi. Vậy là bạn muốn điều chỉnh cái vùng nào đó thì bạn cần tắt bật cái preview này và xem trước cái vùng đó nó là vùng màu gì tương ứng cho sáu phần tử màu gốc của chúng ta ở đây. Sau đó ta kéo cái thanh trượt đó để có được cái kết quả trên cái vùng màu tương ứng đó và kết quả cuối cùng là nó sẽ cho chúng ta cái giá trị sắc độ trên bức ảnh này, nó tạo ra một bức ảnh nghệ thuật đen trắng một cách hấp dẫn nhất có thể đối với cái ảnh black and white này thì bạn có thể search ở trên mạng chúng ta có rất nhiều các cái plugin hay những cái phần mềm của hãng google cho phép chúng ta có thể tự động convert sang các trường phái ảnh nghệ thuật đen trắng khác nhau nó là một cái thể loại ảnh vô cùng phức tạp nếu như ai đã từng tham gia vào bộ môn nhiếp ảnh thì bạn sẽ thấy nó không hề đơn giản tuy nhiên ở đây thì với giới hạn phần mềm photoshop thì mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn công cụ để giúp chúng ta có thể convert mà thôi đối với cái công cụ của chúng ta ở đây thì nó cũng tương đối là thông minh các bạn cũng không cần thiết như vừa rồi mình hướng dẫn là phải bật tắt cái preview các bạn chỉ làm một động tác đơn giản thôi là sau khi ta mở cái bảng này lên, ta muốn cái vùng nào trên bức ảnh đen trắng này sáng hơn hoặc tối hơn, ta chỉ việc đặt con chuột ra vùng đó, giữ chuột trái, sau đó các bạn kéo nó sang bên phải hoặc kéo nó sang bên trái. Bạn thấy bây giờ ta có thể thay đổi được cái sắc độ trên cái vùng hình ảnh đó một cách rất là đơn giản. Ở đây mình sẽ làm cho cái background nó sáng lên để tăng tương phản cho bức ảnh đen trắng của mình sau ấy. Mình muốn cái áo này nó tối đi một chút để làm nổi bật cái khuôn mặt trên chủ thể đó hay mình muốn cái phần background đây cũng tối đi một chút xíu bạn lưu ý là khi kéo như này đôi khi nó sẽ đưa chúng ta về cái tình trạng là cái màu nó bị bết thì nhà ta phải rất là để ý để cái bức ảnh chúng ta nó không bị rơi vào tình trạng đó ta kéo nó một cách vừa phải mà thôi nếu như cuối cùng ta kéo hết cỡ rồi tránh tình trạng bết mà nó vẫn không được thì ta sẽ phải dùng thêm các thủ thuật khác là nhờ sự can thiệp của các công cụ điều chỉnh sắc độ như là level và curve để ta làm tiếp các phần khác trên bức ảnh đó và công cụ ở đây thì nó sẽ chỉ cho chúng ta làm đến một giới hạn nhất định thế là bạn thấy là với chỉ một cái điều chỉnh đơn giản thôi thế là mình đã có được cái bức ảnh đen trắng mà nó dưới dạng ảnh đen trắng nghệ thuật nó hấp dẫn hơn rất là nhiều so với việc các bạn hay chỉnh sửa nó về dạng cấu trúc màu grayscale